Giang Hồng Ngọc khoe vẻ gợi cảm tuổi 33. Ca sĩ Giang Hồng Ngọc muốn khắc họa sự mặn mà, đàn bà của bản thân ở tuổi 33 trong bộ ảnh vừa thực hiện. Ở tuổi 33 và đã trải qua một lần sinh nở, Giang Hồng Ngọc vẫn tự tin diện váy 2 dây chất liệu satin kén người mặc. Cô nói mình bây giờ còn mảnh mai hơn thời son rỗi nhờ giảm 3kg. Nữ ca sĩ tự thấy mình là người may mắn khi không phải kiêng khem khắc nghiệt hay luyện tập điên cuồng vẫn có vóc dáng cân đối. Cô nói mình bay sâu liên tục nên phải ăn uống đủ chất để đảm bảo sức khỏe và chỉ có thời gian tập nhảy hoặc chạy bộ trên máy. Cô biết phụ nữ ở tuổi này dễ bị tích mỡ nên hạn chế ăn đêm và đồ béo. Với thân hình cân đối, Giang Hồng Ngọc tự tin xây dựng hình ảnh quý cô bolero, gợi cảm, quyến rũ. Theo đuổi phong cách gợi cảm, Giang Hồng Ngọc được nhiều fan nam săn đón, tỏ tình, thậm chí buông lời khiếm nhã trên mạng xã hội. Dù bực mình, cô vẫn chọn cách tự giải quyết nhẹ nhàng, văn minh vì không muốn phiền đến ông xã. Nữ ca sĩ cho biết ông xã chưa bao giờ ý kiến về phong cách quyến rũ của cô và cũng chưa bao giờ thể hiện sự ghen tuông. Anh yêu âm nhạc và luôn ủng hộ vợ trong mọi việc. Từ khi dịch Covid-19 được kiểm soát, Giang Hồng Ngọc chạy show liên miên cả trong nước lẫn hải ngoại. Sự yêu mến của khán giả là động lực để cô tiếp tục đầu tư các sản phẩm dòng nhạc trữ tình. Nữ ca sĩ chuẩn bị ra mắt album online có những niềm riêng. Mặc dù các ca khúc tôi chọn đều khá đau đớn, day dứt về tình cảm, cách hát của tôi sẽ khiến các tác phẩm không vĩ mị mà tươi sáng, trẻ trung, cô nói về sản phẩm mới. Giang Hồng Ngọc sinh năm 1989, là quán quân X Factor 2014. Từ đó, cô gặt hái nhiều thành công với dòng nhạc trữ tình, bolero và có các bản hit Xem Như Ta Chưa Từng, Phải Quên Anh Thôi. Cô sinh con năm 2018 và tổ chức đám cưới năm 2019.